Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, lệnh cấm các công ty công nghệ của Mỹ hợp tác với Huawei đã bắt đầu cho thấy những hậu quả nghiêm trọng. Cách đây vài ngày, thì nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Huawei, ông Nhậm Chính Phi cho biết doanh số smartphone có thể sẽ giảm 40% và doanh thu cũng giảm 30 tỷ USD trong năm nay. Huawei đang phải tìm mọi cách để lôi kéo và giữ chân người dùng. Mới đây nhất thì nhà sản xuất Trung Quốc đã hứa là sẽ hoàn tiền 100% cho người mua smartphone của mình nếu như các ứng dụng phổ biến như là Facebook, YouTube, Gmail hay là Instagram hoạt động. Tuy nhiên thì hiện tại chương trình này mới chỉ được ra mắt tại Philippines. Huawei thì cũng đã xác nhận đây là sáng kiến của nhà phân phối và đại lý. Sau đó hiện thì vẫn chưa rõ là chương trình đảm bảo này có được Huawei mở rộng và áp dụng trên các thị trường lớn khác hay không như là châu Âu. Một trong số những lý do khiến cho doanh số smartphone của Huawei sụt giảm đó là người dùng lo ngại các công ty như là Google ngừng hợp tác, các thiết bị của Huawei sẽ không còn được sử dụng hệ điều hành Android và các ứng dụng phổ biến. Một chiếc smartphone mà không có YouTube, Google Maps hay là Facebook thì quả thực là không thể hấp dẫn người dùng nữa. Thực tế là hiện nay các ứng dụng và dịch vụ này vẫn hoạt động bình thường trên smartphone của Huawei. Thậm chí là Google cũng đã góp ý với chính phủ Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với Huawei do lo ngại lệnh cấm này sẽ gây tổn hại cho cả các công ty công nghệ Mỹ. Các bạn thân mến, hiện nay thì trên thị trường chỉ có Razer và Asus là hai hãng có smartphone gaming sử dụng màn hình tần số quét 120Hz, nhưng chỉ có ROG Phone mới là màn hình AMOLED thay vì là LCD. Một báo cáo mới đây cho biết là smartphone ROG Phone 2 sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 7 tới đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sự kiện này sẽ diễn ra một tuần trước khi mà China Joy, hội chợ trò chơi lớn nhất tại Trung Quốc, được tổ chức tại Thượng Hải, quy tụ khoảng 400.000 người tham gia, bao gồm cả các game thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Và ROG Phone 2 sẽ được tối ưu tốt hơn cho game được thỏa thuận hợp tác giữa Asus và Tencent, một trong những hãng cung cấp game di động lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện nay. Hiện tại thì những thông số của ROG Phone 2 thì vẫn còn khá là mơ hồ. Tuy nhiên thì dự kiến là mẫu smartphone chuyên chơi game này sẽ dùng con chip Snapdragon 855 và có hai biến thể với giá bán khởi điểm là 635 đô, tức là khoảng 14,7 triệu đồng. Xu hướng smartphone với hệ thống camera khủng phía sau ngày càng có nhiều sản phẩm đi theo. Trước đó thì chúng ta có Nokia 9 PureView và tiếp theo đây thì cũng có thể sẽ là Motorola One Pro. Những thông tin đều cho biết là Motorola One Pro sẽ là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp với điểm nhấn là cụm camera phía sau siêu to khổng lồ chứa 4 ống kính và cả logo của Motorola cho hầm hố. Motorola One Pro sẽ được trang bị một màn hình giọt nước ở mặt trước với viền benzen được làm khá mỏng. Màn hình này được cho là sẽ có kích thước khoảng 6,2 inch. Ở cạnh dưới của máy sẽ là vị trí đặt cổng USB Type-C, cũng như là cổng tai nghe 3,5mm, cạnh phải là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Motorola One Pro sẽ được bán ra ít nhất với 3 tùy chọn màu sắc là xanh, nâu và tím. Và ở thời điểm hiện nay thì Lenovo cũng như là Motorola vẫn chưa xác nhận bất cứ thông tin gì về chiếc smartphone cao cấp thuộc dòng Moto One Series. Và ngày ra mắt và giá bán cụ thể của sản phẩm thì cũng chưa được hé lộ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể mong chờ rằng Motorola sẽ ra mắt Motorola One Pro ngay trong mùa hè này. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.